Nói chung ra linh ở đây ai cũng đều linh hết, nhưng mà dì Tư cảm thấy là bé Hùng, bé Hùng đó là cái đứa bé nó dì Tư lụm đó. Dạ. Đó vỏ là nó còn hả? Nguyên đứa luôn. Nó có nghĩ đi, ở đây nè 6 giờ chiều đâu có ai dám vô đâu. Trong cái bán kính này, những ai mà có sức khỏe yếu yếu á, ra kia ngồi hết đi. Ai mà thấy trong người mình cảm thấy yếu á nha, đừng có lên đây nha. Trong cái phạm vi này, đứng đây. Thập nhị lỗi cô hồn muôn lời dạ xoa ngạ quỷ, giờ cũng hôm nay chịu thỉnh cô hồn khắp nơi. Theo khói hương này văn tập pháp đàn, thọ tư hiên thực hương hoa thỉnh hương hoa ê à triều thịnh. Chúng ta cứ nghĩ là cái người mà cái phần âm này là một cái dạng ma, chứ thực sự đối với Phật giáo cái phần âm này là một dạng chúng sanh gọi là ngạ quỷ. Thì chúng sanh thì tồn tại theo cái tần số, chúng ta tồn tại theo tần số sinh học, có cái tần số, có cái biên độ, cường độ khoa học. Còn những cái chúng sanh đó tồn tại theo tần số riêng của họ. Nên đối với những người mà đi về tâm linh thì thế gian thì họ cho là ba ma là những cái hồn ma bóng uế, nhưng thực chất đó là một dạng chúng sanh. Xin chào cả nhà đã đến với video tiếp theo trên Nhân Chứng Channel. Mình là Nhân. Hôm nay thì sau buổi cúng cùng với sư phụ Chúc Phương, các bạn bè và quý Phật tử ở khu vực chân cầu Tử Thần là cầu Hóa An, thì hiện tại Nhân đang di chuyển sang đến Nghĩa Trang Lái Thiêu. Và ngay bên cạnh Nhân đây là rất nhiều những phần mộ. Đây là những phần mộ không có gia đình, đa phần là những phần mộ vô thừa nhận và được đưa về nơi đây để chôn cất tập thể như thế này. Và người trông coi khu mộ nơi đây là dì Tư, là một người quảng trang đã từng chứng kiến rất nhiều những câu chuyện tâm linh tại khu vực này. Và theo như dì Tư thì nơi đây không chỉ có những người lớn không có gia đình, mà còn có rất nhiều những thai nhi, những trẻ em bị bỏ ở khu vực này và được mang về đây để chôn cất trong những cái phần mộ đang phân tầng như thế này đây. Thì sau khi biết được nơi đây có những người nằm vô thừa nhận rất là lạnh lẽo, đáng thương, thì Nhân, sư phụ Chúc Phương, quý Phật tử và các bạn bè lại tiếp tục là sẽ tổ chức một buổi cúng vong linh, cúng thí thực tại khu vực này. Và cũng với tinh thần như trước giờ Nhân vẫn hay làm, đó là hy vọng phần nào đó nơi này sẽ được ấm cúng hơn. Và các vị nơi đây sau khi nghe lời kinh tiếng kệ thì hy vọng là sẽ sớm siêu thoát. Và bây giờ thì mời cả nhà sẽ cùng Nhân theo dõi buổi cúng ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào, cũng như là gặp dì Tư, những người quản trang nơi đây, để được nghe những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện có phần kỳ bí về khu mộ nơi đây nha cả nhà. Ngay phía trước Nhân đây là dì Tư, là người đã từng trông coi khu mộ nơi này. Bây giờ thì dì Tư có còn làm công việc ở đây không hả dì Tư? Nói chung ra dì Tư không còn làm, nhưng mà thí dụ khách có ai cần gọi điện dì Tư vô. Dạ. Cũng như nhờ cúng quải này nọ thì dì Tư vô. Dạ. Rồi lâu lâu vậy dì Tư rảnh đó, dì Tư qua dì Tư quét dọn. Dạ. Đó, quét dọn sạch sẽ hết đó. Nhân Nghĩa nó, em Phong nó thấy á. Dạ. Nó nói hồi dì Tư làm đây rất là sạch, dì Tư nghĩ rồi thấy dơ quá, mà mỗi lần dì Tư qua cũng thấy dì Tư dọn dẹp thấy tội. Dạ. Đó, thành ra bây giờ dì Tư nói cái chuyện sống mà mua sinh sống mà ai làm được nấy ăn, nhưng mà bây giờ bên đây người ta coi như là cũng như trâu cột với dạ, trâu dạ. Ăn đó. Ở phía bên trong của cái khu mộ này á, ở phía bên trong cái phần lõi trong đây này, con thấy có rất nhiều những cái phần mộ nhỏ nhỏ là những cái thai nhi dì Tư lụm á. À, dì Tư lụm hồi đó, dì Tư nè lụm ở ngoài chỗ nhôn diệm là mấy đứa nè, với mấy chỗ mà ngôi mộ mà dì Tư giữ chăm sóc về cái có phần đất nữa. Cái dì Tư vô làm cỏ thấy một cái mộ nhỏ với hộp bánh hộp sữa là dì Tư biết rồi. Dạ. Dì Tư đào lên dì Tư chôn, mà dì Tư không có biết tên. Dì Tư đặt như nó gần cái xứ thì dì Tư đặt là bé xứ, còn những đứa khác cây trứng gái thì Tư đặt
bé tính cá à. Ừ, hoặc là vô danh vậy đó. Dạ. À, như vậy á, là các bé thai nhi mà được chôn cất ở đây á, là dì Tư nhặt ở vòng vòng khu vực này. Khu vực có này có bé nào ở ngoài nữa không dì Tư? Ở ngoài thì không có. Dạ. Chỉ ở trong vòng những cái lô mã vậy này. Vậy là người ta tự biết, người ta đem ra đây người ta tự thấy, người ta đào dạ. Bên thăm mộ vậy. Là nằm chôn. Ở mé trong đây nè đúng không? À, dì Tư lụm vô rồi tôi chôn đó. Bởi vì mấy người đó là đâu có biết là dì Tư nói thiệt nè, hai đứa đó là hai chị em đó, cái Nguyễn Vô Danh đó yeah. với cái nấm lần trước đó là hai chị em á, còn ở đằng này là hai anh em nè yeah. đó, còn những cái đứa kia thì toàn thai nhi cũng máu vậy thôi yeah. À, ở đây cái phần mộ nào là linh thiêng hả dì Tư? Nói chung ra linh ở đây ai cũng đều linh hết, nhưng mà dì Tư cảm thấy là cái hồn đó là cái đứa bé nó gì Tư lụm dạ. Đó vỏ là nó còn hả? Nguyên đứa luôn, là coi như mới có 7 tháng tuổi thôi, thì cái đầu của nó là bằng cái bình bông này nè, ở trận tuồng đó gì Tư lụm. Nó có nghĩ đi, ở đây nè 6 giờ chiều đâu ai dám vô đâu, mà gì Tư vô đốt nhang cô mộ Kim Anh đó, là lúc nào cũng vậy đó. Tại vì gì Tư hứa là chiều là đốt nhang ở dưới mấy cái mộ đó dưới trên này, mà ngày đó là mưa quá dì Tư không có lên đi được, cái tự nhiên cái dì Tư leo xe đạp đạp hoài đạp không được, cái dì Tư mới nói chắc có lẽ là không lên đốt đi được, thì nhờ như vậy mà dì Tư mới cái lỗ tay Tư đau quá, cái dì Tư nó gọi gì mà đau vậy, thì mới nghe lên trên này có đứa nhỏ, lụm đứa nhỏ, thì dì Tư lên dì Tư kiếm giáp vòng hết không thấy. Dì Tư đi lại cái hàng góc đó, Tư thấy con cứ nghĩ là dán bích bùn rồi hết, nếu mà dì Tư không lụm là cái đứa bé đó thế nào cũng sẽ bị chó đậu đây nữa, nó bươi mất lên nó sình. Nhưng mà hôm bữa đó là dì Tư vô tình dì Tư lụm được là nó còn nguyên, chưa hôi thối. Chính dì Tư ẩm lên dì Tư tắm rửa cho nó luôn 6 giờ chiều. Tức là Kim Anh đã báo cho dì Tư hả? Dì Tư không biết là ai bảo, nhưng mà mình dạ. đang đốt ngang với cô Kim Anh. Dạ dạ. Thì mới nghe nói lên tập thể có đứa nhỏ bỏ, thì dì Tư mới đi lên đây. Dì Tư vô tình dì Tư đi lên đây, Tư còn nghe cái con đằng này nè. Dì Tư đi giáp vòng hết đi lại đó, ngay đó thì thấy trong cái thùng, dì Tư khui ra rất là tội nghiệp, tùm lum hết luôn đó. Một mình dì Tư nói theo chung ra bữa đó dì Tư có 100.000 à. Dì Tư mới kêu thằng Gió Ôm mua giùm một bộ đồ trẻ sơ sinh. Và trong khi đó dì Tư trên này dì Tư tắm rửa cho nó hết rồi. Khi mà cậu nó mua lên đây là dì Tư mặc đồ vô cho nó hết, là dì Tư đào cái lỗ đó đó chôn nó dưới. Như vậy là cũng đã có một cái phần âm nào đó báo cho dì Tư. Đúng. Dạ yeah. Thôi bây giờ mình ra ngoài trước để mình chuẩn bị cho buổi cúng, mà chút mình trò chuyện tiếp với dì Tư. Tại thì trời đã đổ mưa và cũng đã sập tối à, sư phụ Trúc Phương đang tranh thủ cho buổi cúng. Bây giờ thì buổi cúng đang bắt đầu nha cả nhà. Cho nhân xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân đã ủng hộ vào quỹ vong linh trong thời gian vừa qua. Có anh chị Thanh và Phương ủng hộ 100 đô Mỹ, cô Nga 400.000 đồng, Diệu Pháp Thủ Đức 200.000 đồng, Nguyễn Ngọc Quý pháp danh Quảng Chơn 500.000 đồng, chị Châu Thị Diễm Trân 150 đô Mỹ,
Anh Đông 100.000 đồng và một mạnh thường quân giấu tên 200.000 đồng xin được hồi hướng công đức này về cho quý mạnh thường quân và gia đình nhiều sức khỏe, an lạc. Trong cái bán kính này, những ai mà có sức khỏe hơi yếu yếu á, ra kia ngồi hết đi. Ai mà thấy trong người mình cảm thấy yếu á nha, đừng có lên đây nha. Trong cái phạm vi này, đứng đây. Về cảm nhận chịu nha, ai yếu mà, ai mà có cảm thấy người mình thấy đề kháng người yếu đừng có đứng đây nha. Về cảm hay có bệnh thì đừng có đỡ thừa nha. Biện độ thiên nhãn vô ngày đại bi tâm đà ra ni nam mô ăn ra đó nà đà ra dạ. Nam mô A Di Đà Phật lô hiện đại tướng Bát Cà Gia Bồ Đề Tăng Đó Bà Gia Ma Ha Tăng Đó Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia An Tắc Bằng Ra Phật Về Sô Đắc Na Đắc Tỏa Nam Mô Tắc Kiết Lăng Tỏa Y Mông A Di Đà Phật lô hiện đại thân Phật Ra Lăng Đa Bà Nam Mô Na Ra Cấn Tri He Ri Ma Ha Bằng Đa Sam Mê Tắc Bà A Tha Đầu Du Bằng A Thề Dựng Tắc Bà Tắc Đa Nam Mô Bà Gia Ma Ha Phật Na Đâu Đa Ni Thang A Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di He Ri Ma Bồ Đề Tăng Đó Tăng Bà Tắc Bà Ma Ra Ma Ra Ma he re ra yên gu ro ro yên mâm đô lô đô lô phát xa ya de ma ha phát xa ya de ra 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 de re ni thang phát ra ya ya ra ya ra ya ra ma ma phát ma ra mông de la hi he hi he thang na ra sam phát ra sa lai phát xa phát sam phát ra sa ya u lô lô ma ra u lô lô he re ta ra tăng re to ro to ro bồ đề ya bồ đề ya bồ đà ya bồ đà ya yi đà ri ya na ra Nam mô Nhất Tâm Bồng Tịnh Thần Hoàng Xá Lệnh Thổ Địa Phú Đức Chánh Thần Chư Thần Linh Xá Trạch Tiền Chủ Hậu Chủ nơi đây. Giờ này hôm nay thỉnh Hoàng Giáng Đàn Tràng chứng minh công đức hướng hoa thỉnh hướng hoa phùng thịnh. Một lòng kinh sinh triệu thỉnh pháp giới sâu nẻo thập loại cô hồn diễn nhiên thông lạnh cỏ lá li ti bụi cát bùn đất gỗ mục rễ bã các loài quỷ mị vọng lượng kệ bách cô hồn âm hồn quan hồn hiểu tử nam nữ tử nhân già trẻ gái trai thai nhi xúc xảo chư vị vong linh chiến sĩ dĩ quốc dòng thần Nam Bắc giao tranh đồng bào tử nạn tùng tán mạng tai hoành hồn yếu tử hữu danh vô vị hữu vị vô danh chư vị vong linh chết vì tai nạn giao thông chết trôi chết nổi nhiều ôi vô số khó mà phân trần cho hết đã không có phần mộ che thân lại chẳng có ai thờ phụng suốt ngày vất vơ vất vưởng nương cây nương cỏ làm nhà mộ quan làm nơi cư ngụ thật là đáng thương đáng tội tất cả chư vị vong linh các tộc các chi các phái hoạnh tử chi lưu nhất loại cô hồn chi chúng thập nhị loại cô hồn muôn loại dạ xoa ngạ quỷ giờ cúng hôm nay triệu thỉnh cô hồn khắp nơi theo khối hương này văn tập pháp đàn thọ tư hiên thực hương hoa thịnh hương hoa ê à triệu thịnh cô hồn nghe triệu nghe mời xin đến mau cô hồn nghe triệu nghe mời xin đến mau cô hồn nghe triệu nghe mời xin đến mau Nam mô Văn Lai Tập Bồ Tát, Nam mô Văn Lai Tập Bồ Tát, Nam mô Văn Lai Tập Bồ Tát. Thầy kính chào tất cả các vị A Di Đà Phật. Chúng ta cứ nghĩ là cái người mà cái phần âm này là một cái dạng ma. Chứ thực sự đối với Phật giáo cái phần âm này là một dạng chúng sanh gọi là ngạ quỷ. Thì chúng sanh thì tồn tại theo cái tần số. Chúng ta tồn tại theo tần số sinh học, có cái tần số, có cái biên độ, cường độ khoa học. Còn những cái chúng sanh đó tồn tại theo tần số riêng của họ. Nên đối với những người mà đi về tâm linh thì thế gian thì họ cho là ba ma là những cái hồn ma bóng uế, nhưng thực chất đó là một dạng chúng sanh. Giống như cái cô Tư này đi mà cổ bị mà hiện tượng rồi thế gian gọi là ma dẫn á là do cùng tần số. Cổ cùng tần số với họ dựa vô họ giỡn, có nghĩa là họ sẽ dẫn dắt mình đi đâu đó, rồi họ có thể dựa vô đó họ không thể nào họ hiện được cái tướng họ ăn,
Nhưng lúc sống á, là do cái người đó họ bị giống như là bị đói khát họ chết. Nên khi mà họ mất đi cái thân người, họ trở thành ngạ quỷ thì họ sống theo cái tần số của đói khát. Nên họ muốn dựa vô người này để ăn uống rượu gì đó đại khái. Có đó. Còn mà cái ví dụ mà cúng đây mê tín đó, chỉ có những người trải nghiệm mới hiểu được cái tâm linh thôi. Giống như tại sao tụi con thấy chú này từ Hưng Yên mà đi vô đây bán vé số, mà tại sao mà thân tướng chú là một người dị tật bẩm sinh, cúng bẩm sinh đúng không? Là chú có cái tâm đó, chú dùng tiền chú mua bán số ngày chú bán được nhiêu? 300 vé. 300 vé cũng tốt ha. 300 vé là mỗi vé là phải được 1,200. Là 1,200, 300 vé là được 360. Thì chú dùng cái tiền, cái số tiền ít ỏi đó, chú phải mướn nhà, rồi chú ấy chú dùng cái tiền đó chú mua bánh. Cái này cũng là cách bố thí đấy. Cái bố thí của mình có thể cho người sống, nhưng mà cái lòng của chú bố thí cho người âm, dùng cái tưởng của mình đến họ ăn được. Thì cái phước của chú bán 300 vé, chứ không phải là cái thời buổi vé số bán rất là nhiều. Cái nhất là cái thời buổi như là dịch Covid này nè, con người đã thất nghiệp nhiều mà khả năng bán vé số rất có. Giờ hồi nãy cúng đôi khi nói mình nói vấn đề này không ai tin thôi. Đôi khi mấy ở đây mấy vị đây không có trật tự, vô giật cái đổ đồ, nên nói nhiều cái không muốn nói. Thì sống tư tưởng sao chết y chang vậy, nó khác ở cái tần số thôi. Trời ơi, thầy biết ra tới ngày mà mùng 9 tháng 9 là có bên hội người Hoa cúng ở đây nguyên ngày luôn đó thầy. Trước thầy tụng nữa. Ồ, thầy thấy mà thầy không tắt chính con làm hôm nay mà con còn tắt nhục. Mà sao? Kêu bằng nó giật ăn, người ta chưa hết cái giật đồ ăn y như là tối. Con nói trời luôn mấy bạn. Không, cái đó bị nó sự sự cái lòng tham. Khi chúng ta mà khởi lên tâm tham á, thì chúng ta chết thì chúng ta thành những cái vị này. Con đứng, con chỉ đứng, con cười. Thôi được rồi, cảm ơn cô. Thôi cũng chiều tối rồi. Thôi chúc các cô, chú nhớ nha, mốt đốt nhang đừng có sinh. Đừng có sinh. Chú mà sinh một cái, chú mà khuyến kêu người ta độ mình á, là trói người ta lại. Mình chỉ mình là người có phước, mình nên cho họ ăn. Không có một người mà đại gia mà sinh người ăn mài hết. Hãy nên nhớ nha. Âm siêu, dương nó thới. Tự mình làm thì phước nó sẽ có thôi.